Nếu các bạn đang có nhu cầu mua vàng, mua ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay azgame.vn nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả ấy. Trên shop có một kho vàng không bao giờ hết. Ở đây này. Đó, mua vàng ở đây nhá, mua ngọc ở đây. Và một kho nick với hơn 576.000 tài khoản, đủ mọi thể loại cho bạn lựa chọn nhá. Ok, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi săn cooler nhá. Cái đệt. Má, cái thằng ngu kia nó bay. Cũng tiện thể là hôm nay mình sẽ test sức đánh của mình luôn. Thử cầm sức đánh khủng đi săn boss phát nhỉ. Thực ra là chưa phải là khủng nhưng mà đối với mình là nó cũng là một thứ gì đó to lớn rồi. Đấy, dịch chuyển phát. Ôi, được thùng đậu xanh kìa. Phải. Ok ok. À, không được đồ nhỉ. Mình thì một dịch chuyển mình trưởng được tầm khoảng 7 đến 8 triệu. Nhưng mà mình cứ đợi nó xuống tầm 6 triệu HP cho nó chắc chắn đi. Bởi vì bọn này đấm cũng không phải là mạnh lắm mà. Cooler ở bên server 6 nó gọi là thoải mái lắm. Kiểu không ít ít người săn các bạn. Nên là nếu mà các bạn muốn có một cái không gian riêng thoải mái cho các bạn chơi thì hãy đến với server 6. Yeah. Này thì ở được có 6 triệu thôi, từ từ để mình mặc cái Zara này lên đã. Quả này mình cần sức đánh để KS boss chứ không phải là đấm lâu dài. Nếu mà solo 1-1 với boss thì mình sẽ dùng cái đấy. Còn bây giờ thì chưa cần. Thằng nó mấy kia nó đấm khỏe phết đi. À được, có người chó rồi. Có người chó, úi. Úi vai. Chó không được à? Hy vọng được tí, được một món đồ nào đó. Gọi là có một chút đi. Có một chút thôi cũng được không? Không cần phải có sao đâu, gọi là cho có lệ ấy các bạn. Đẹp. Vẫn được một cái thùng nếp thôi. Khổ ấy. Úi giời ơi. Như cái gì? Ờ mà mình quên chưa mặc cái này ra nhỉ? Sao tự nhiên bây giờ lại đông lên bất thường đấy? Vãi cả lìn. Nghĩ cái gì? Trời ơi, quả này là của mình luôn này. Nhìn các bạn nhìn thông báo này. Mà bây giờ đang thông báo cải trang. Ô, sao tự nhiên bây giờ nó đã đông lên bất thường nhỉ? Thôi dẹp nha các bạn nhá. Mấy thằng sừng sỏ nó on rồi nên là mình chịu, không có cửa đâu. Bây giờ chắc là mình sẽ đi săn bo rách đi. Bây giờ mới có thông báo này. Má. Đây, đứng đây đợi. Mình thực sự thì mình ít khi đi săn bo rách lắm nên là mình không có kinh nghiệm săn mấy. Là theo cảm tính thôi. Vào được khu thì săn, không vào thì thôi. À, hóa ra ở đây các bạn ạ. Ơ, nó trưởng tối đa bao nhiêu sát thương được à? Ôi vai, sao mình trưởng ít thế? Quá trời ngọc luôn. Ô, ô, sườn bó rách của mình. Úi, sườn bó rách của mình các bạn ạ. Thơm. Quá trời ngọc luôn ấy. Mày quá. Uầy. Ok, ok. À, dò cái khu khổ rồi đấy. Mình tưởng là ô, rừng nấm, rừng nấm, rừng nấm. Rừng nấm là cái chỗ đéo nào nhỉ? Mình quên mẹ ơi. Bên này là rừng xương này. Đúng rồi. Rừng nấm bên kia, rừng nấm bên kia. À, hóa ra là mấy thằng cái đệt. Trời ơi. Hóa ra là mấy thằng ở đây ạ. Cứu, 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 cứu. Hộ giá. Đây rồi. Này mình đấm nó có sát thương tối đa đấy các bạn ạ. Sát thương tối đa của nó 600.000 thôi. Là mình không thể một hit giết được nó đâu.
cải trang của mình. Đó, được rồi. Xin. Ôi ôi, lại ăn được thêm cả thằng Bido nữa này các bạn này. Ê, nhặt cải trang. Không ấy, mình không bị trói các bạn ạ. Chúng nó đi săn ngay, chỉ có nhặt ngọc thôi. Đấy, bây giờ giết thằng Buzin nữa. Ủa, có phải của mình không ta? Ô, lại được thêm cả thằng Buzin này. Nhưng mà chả được tí ngọc nào. Ờ, cải trang không phải của mình rồi. Sao Buzin đã đánh bại và nhận được cải trang thành Buzin này. Ôi, nó không nhận được tính ngọc nào luôn kìa. Không, lần này phải nhận được, phải giết thằng Bozak các bạn ạ. Sau vụ này mình phải kiếm được ẩn danh thôi, chứ mấy thằng lìn kia nó cứ đi theo mình. Khổ vậy. Chết rồi nó. Ờ, quả Genki chả có tác dụng gì cả. À, ôi giời ơi, không phải của mình rồi. Ơ kìa, không nhặt được à? Cái gì đấy? Trời. Bọn kia nó nhặt hết rồi. Bye. Ờ, mấy cải trang này thì coi bộ là cũng được vết nhỉ. Thôi dẹp đi, từ từ để mình đi giao dịch ẩn danh sang đã. Chứ mấy thằng lìn này nó cứ đi theo mình khó chịu vãi. Xong rõ khu mình tìm được nhá, xong mấy thằng nó có ké. Ô. Ôi, vẫn còn sơ bo rách à? À, thế mình không biết chứ, mình tưởng là bo rách chết là chết luôn. Hóa ra là còn có cả sơ bo rách á. Nhưng mà như thằng này nó không có cải trang đâu thì phải. Mình săn mấy lần rồi mình nhớ là thằng này không, nó không có cải trang ấy. Đệt. Cái gì này? Ơ. Why, cái gì này? À đây. Xin nhá. Ờ, nhưng mà cái này nó không, thằng sơ bo rách này không có gì đâu, mình nhớ mà, chắc chắn. Quả này không ẩn danh lên không được. Đấy, bên này chúng nó vẫn đi theo mình này. Thôi chắc là mình chỉ dò bằng hai nick thôi nhá. Hai nick có ẩn danh dò bằng hai nick này thôi. Chứ để chúng nó dịch chuyển theo chúng nó ăn ké khổ lắm. Mình đi ăn ké của chúng nó thì chúng nó chửi cho mình sấp mặt. Còn bọn này đi ăn ké của mình thì không sao đâu. Logic đấy. Siêu bó rách. Ô, mẹ nó chui xuống dưới này đấm đi. Cố lên. Ui, không phải của mình rồi. Ôi, nhặt từ từ đây. Không có lag ấy. Không ai thầm nhặt à? Hay nó rơi chỗ nào nhỉ? Ô, cải trang. Cải trang của mình luôn kìa. Để xem nào. Coi bộ là cũng khá đấy chứ nhỉ. Đây, hai cái Super Ball Jack này. Đó, một cái Bido này. Một cái của Buzin. Ơ, mình tưởng Buzin nãy mình không ăn được chứ nhở. Cuối cùng lại mình à. Ok, một cái của Giang Gia. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. Căn bản là sáng sớm, từ đêm qua mình chưa ngủ rồi. Nên là sáng sớm dậy đi săn bo rách với cả cooler cho bạn một tí thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.